Dây thuận á. Hả? Ghê vậy? Dây thuận nhỏ nè. Rồi. Mày giá. Nè. Chôm ba coi đồng hồ xe hơi nè. Quá trời luôn. Châu hôn, hôm nay con có mua nè. Ăn ngon mẹ. Trên mạng nè. Cái gì? Ờ cái đó thi ghê. Hồi đó con cũng có mua đó. Trời cái gì em chết. Cái đồng hồ khổng lồ luôn, khổng lồ luôn nè. Dạ ông già nói em bị đột bệnh nè. Giờ này mẹ. Cái gì lấy thì thôi đừng phá con. Mẹ ơi, con nhỏ nè nè. Rồi, cái này. Nè, mommy hình nếp nè. Thấy không? Hả? Ghê vậy. Đã vậy. Cha nè. Cha con nè, con nè. Thỏ mẹ nè. Hello. Cái này treo lên được nè, treo lên móc khóa được. Mua đẹp quá hộ. Mẹ mà con có con mommy hình nếp ở nhà nó mất tiêu rồi. Chơi bỏ không à, chơi vài bữa cái bỏ. Đâu, vài bữa khác. Cái bỏ kìa, lấy con vi khuẩn rồi, vi khuẩn màu tím luôn. Ơ vi khuẩn đẹp lắm à. Có bảy nhầm nè, cái mặt đó nè, vi khuẩn nè. Ý ghê quá. Ờ rớt hết rồi. Ồ ở đây xe quá trời luôn nè Kim. Luôn nguyên bộ xe cũng lông nè. Xe á. Nguyên đằng xe luôn. Nè, cái này chở xe hơi nhỏ nè. Mê luôn. Mê không? Bự khổng lồ luôn thấy không? Tay vô cũng được. Đó nhiều tiền lắm á.